Rồi em xin chào các cô chú anh chị và bạn. Em giới thiệu cái chai mà mô siêu nha cô chú anh chị. Thì cái chai này là có vừa bôi trơn vừa chống reset, thì cô chú anh chị có thể vừa xịt ở trong những cánh cửa, cánh tủ của mình, nói chung là những cái ổ khóa của mình cũng được. Thì mình đang bán cái chai này á, là 90.000 nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị á, chịu khó mỗi lần rửa xe làm gì, đợi xe mình khô ráo rồi mình xịt vô cái ống ga của mình thì cái xe mình lên ga rất là mượt. Các cô chú anh chị đã từng mua những cái chai bên mình thì cô chú anh chị đã thử rồi, cũng trải nghiệm rồi, rất là ok nha cô chú anh chị. Thì mình cũng làm cho cô chú anh chị xem. Đối với những cái ống ga hở á, thì cô chú ống ga vậy gọi là hở nè, có cái gù gì gọi là ống ga hở, rất là dễ làm. Đối với chiếc rim bít thì cô chú anh chị mở trên đây nè ra rồi hãy xịt. Thì á, ống ga hở là mình rửa xe đầu nước nó rút vô, nhưng cô chú anh chị chỉ lâu ngày nó sẽ xét. Mình kêu cô chú anh chị cạy lên á, cạy lên là như thế này, cạy lên vậy nè, để cho nó thấy cái rỗng bên trong là tiếp xúc giữa cái phần nhựa với cái thằng ống sắt. Thì mình cạy lên vậy rồi mình xịt vô trước cho cô chú anh chị xem. Đây, mình xịt vô nha cô chú anh chị. Rồi chút mình sẽ mở ra cho cô chú anh chị xem nó sẽ tới đâu, mình xịt cái nhẹ vậy thôi nè. Đó. Rồi mình nhịp ga mấy cái. Nhịp ga mấy cái nha cô chú anh chị, là tự động nó trơn tru nè. Đó, rồi mình sẽ cho cô chú anh chị xem lại tại sao mình phải kêu làm như vậy. Đối với cái ống ga hở thì mình đã mở ra cái phần này ra rồi nha cô chú anh chị. Thì mình mở ra cái này rất là khó mở nha cô chú anh chị, chứ cái này là mình mở sẵn rồi, chứ cô chú anh chị tự mở tay nhà không có được, phải dùng súng hoặc dùng vít đóng mới mở được cái này nha, không có tự mở tay được đâu, phải có đồ nghề. Thì mình cũng nói sơ qua, nãy mình kêu cô chú anh chị làm á, là chẳng qua là mình khửi cái chỗ này nè cô chú anh chị, khửi cái phần nhựa lên cho nó rỗng rỗng lên như vậy nè, mình xịt vô thì khi mà xịt như vậy á nó sẽ trơn tru cô chú anh chị. Không có ai bảo dưỡng cái này nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị thấy nó xét rất là nhiều. Thì giờ mình xịt xong rồi á, mình mở ra cho cô chú anh chị nè, thì xịt một phát vậy vừa hơi ga nó sẽ đẩy dầu vô, nó làm nhẹ cái phần ống ga nha cô chú anh chị, nó sẽ làm nhẹ cái phần ống ga của mình luôn đó. Đây mình cho cô chú anh chị là xịt có một cái thôi nó vô rồi, là vừa cái lực ga nó đẩy vô thì cô chú anh chị lên ga rất là trơn, rất là đã nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thử lại đi thì rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra xịt cái đó, cô chú anh chị có thể xịt ổ khóa như thế này nè, ổ khóa mình rất là bền, rồi xịt vô mấy công tắc xi nhan, rồi xịt vô những công tắc như thế này, rồi xịt vô những cái khớp như thế này nha cô chú anh chị, và xịt vô cái đuôi này nè, đẩy yên khó là xịt vô cái đuôi này, rồi xịt những cái này, rồi cái chống nghiêng, cái chống nghiêng nha cô chú anh chị. Nó cái chống nghiêng là xịt ở đây nè, thì rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Nó rẻ thôi mà cô chú anh chị để trong nhà mình xài, đây là cái hàng nhập khẩu nha cô chú anh chị, nên rất là tiện tiện đó. Thì lâu ngày á, mình biết cô chú anh chị xem cái clip mình thì mới biết thôi, chứ bình thường cô chú anh chị cả đời mình cũng không có đụng giữa tay ga của mình nữa, nên rất là nặng nè cô chú anh chị, thấy nó trơn vậy nè, lên ga nó rất là mượt nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mua hàng thì liên hệ theo số 0866830039. Thì cái mô siêu này mình đang bán với giá là 90.000 nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.